Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Sức khỏe tâm thần với bác sĩ Teresa Bùi và bác sĩ Hải Lê, và tôi là Tom Hoàng. Đề tài ngày hôm nay, alcoholism, là nghiện rượu. Ngoài ra những gì mình mới nói, mời hai bác sĩ nói thêm về những cái trở ngại gì, khó khăn gì đến sức khỏe nếu mà uống quá nhiều rượu, quá nhiều bia. Ngoài những cái điều mà mình mới nói vừa rồi như là bị ảnh hưởng gan, bị cao huyết áp, cái pancreas mình bị ảnh hưởng, thì mình cũng có cái cơ hội là mình bị thiếu dinh dưỡng trong cơ thể. Tại vì khi mà mình uống quá nhiều bia, nhiều rượu thì mình không có hấp thụ được những cái dinh dưỡng khi mà mình ăn. Mà có nhiều người họ uống nhiều quá họ cũng quên ăn nữa. Cho nên những có nhiều yếu tố nó gộp chung lại và người ta rất là dễ là đưa đến cái tình trạng mà bị suy dinh dưỡng. Tuy là có thể là nhìn người ở ngoài, có thể là người ta mập, người ta béo, có thể là cái bụng người ta lớn, nhưng mà cái bụng lớn như bác sĩ Hải nói vừa rồi có thể là tại vì cái gan họ không có làm việc, cái hiệu suất nó không có như bình thường. Nhìn người có thể là có nhiều mỡ nhưng mà thực ra họ rất là suy dinh dưỡng, họ rất là thiếu những cái chất vitamin. Uống về lâu về dài thì nó gây ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sự minh mẫn, cái trí nhớ của mình. Có rất là nhiều người mà tôi sẽ gặp, có nhiều người bệnh nhân họ uống từ lúc mà trẻ tới lúc mà họ 50 mấy 60 mấy tuổi, và ngay cả lúc mà 50 mấy tuổi thì họ đã nhận thấy là cái trí nhớ của họ nó đã không có như lúc trẻ nhiều rồi. Thì có bao nhiêu phần cái đó là tại vì cái tự nhiên của cái sự lão hóa tự nhiên, hoặc là bao nhiêu phần là do bia, do rượu, thì tôi sẽ không có thể nào khẳng định 100%. Nhưng mà mình biết là nếu mà người ta uống nhiều, cái nó ảnh hưởng đến bộ não của người ta rất nhiều. Như hôm nãy bác sĩ Hải có nói đó, là ảnh hưởng tới những người chung quanh mình. Thì trong nghề, thưa bác sĩ, nhà bà mời bác sĩ chia sẻ thêm là ảnh hưởng với cuộc sống của mình như thế nào? Dạ, thì là có một số người mà người ta uống bia, uống rượu nhiều đó, thì khi mình uống rồi mình không được, không đi đâu được hết, không có làm gì được cả. Tự nhiên có gia đình hoặc là thì mình ở nhà uống xong, có những người uống xong thì ngủ. Thì cái về gia đình á, thì có những người uống xong thì là hay nói này nói kia, gây lộn, vì là không có thể, giống kiểu mình làm cha làm mẹ thì mình không có thể thực hiện được cái nhiệm vụ của mình, người cha người mẹ, vì khi mà uống bia uống rượu đâu có làm gì nữa được, đặc biệt là khi mình say á. Còn về công việc thì nó sẽ quá rõ ràng, không mình không thể đi làm được, hoặc là mình đi làm thì cái làm không có hoàn thành nhiệm vụ được, còn đi lại cũng là cái tai nạn chẳng hạn, thì cái đó là cái rõ ràng. Về mặt bia rượu mà nói thì là nó cũng một những cái yếu tố nó làm về mặt sức khỏe, về mặt tâm thần á, nó cũng ảnh hưởng. Có những người uống bia uống rượu để người ta gọi là giảm cái gọi là lo lắng đó, nhưng mà làm mình lo lắng nhiều hơn đó. Hoặc là bị depression ở chẳng hạn, hoặc là bị trầm cảm đó, nó cũng làm cho nó nặng hơn. Đặc biệt là một số người mà bị PTSD đó, gọi là rối loạn hậu chấn thương tâm lý đó, thì uống nhiều á thì làm được chuyện đó cũng nặng hơn, sợ hơn, lo hơn nữa. Đó, mà hai cái này đặc biệt rất là khó chữa khi mà người nào mà bị PTSD đó mà cộng thêm bia uống rượu nhiều. Dạ, thì nói chung thì cái rượu mà uống nhiều thì nó gây ra rất là nhiều tác hại xấu. Một số người á, khi mình nói mình quên nói rằng là uống bia uống rượu nhiều mà rất là khó bỏ, vì bỏ là ngủ không được. Tức là một cân vào tối một uống phải là 5-7 chai chẳng hạn để mà ngủ khi mà nặng quá đó. Khi mà họ bỏ là họ ngủ không được, đó cũng là một nguyên nhân vì sao có nhiều người uống bia uống rượu một thời gian dài, làm dùng dài mà người ta bỏ được vài ba tháng hoặc là 5-7 tháng chẳng hạn, nhưng mà người ta mất ngủ, người ta nói thôi uống lại để ngủ cho khỏe, người ta là một những cái nguyên nhân dẫn đến là gọi là relapse, là bị nghiện trở lại. Nhưng mà cái rượu đó làm cho mình ngủ không có ngon giấc. Mặc dù người ta nói là uống bia uống rượu ngủ được 8-9 tiếng mới không, nhưng cái giấc ngủ của mình nó khác, nó không có như giấc ngủ bình thường. Đó, làm ra khi mình dậy á thì mình cũng không có thể khỏe và là sảng khoái như mình ngủ mà 8-9 tiếng mà không có bia rượu. Mình không có được ngủ say. Dạ. Còn nếu bỏ rượu, theo bác sĩ biết những bệnh nhân đó có thể đổi qua nghiện một cái khác không? Thí dụ không ngủ được thì qua uống thuốc ngủ, hay là uống nhiều rượu quá, bây giờ không còn rượu nữa, bây giờ qua uống thuốc khác. Có bao giờ mình thấy chuyện đó xảy ra không ạ?
Dạ, cái đó thì mình thấy có nhiều trường hợp có nhiều uống bia uống rượu nhiều quá đó, thì người ta không có nổi mua nổi bia rượu, người ta uống thuộc súc miệng, mouthwash. Dạ, mouthwash thì nó rẻ hơn. Mình thấy có nhiều bệnh đó, bệnh nhân người ta uống 1 đến 2 cái 2 lít cái mouthwash một ngày mà uống năm này qua năm khác đó. Thường thường á, khi mà người ta mà người mà gọi là làm dùng một chất á, thì người ta làm dùng chất khác, nói chung là không ít người nào mà chỉ có một chất duy nhất. Và khi mà bỏ thì nói chung nó có thể xảy ra nhiều nhiều thứ, ví dụ như là người ta có thể cảm thấy bị anxiety, bị lo lắng, thì người ta phải cần cái thuốc để mà chống lại cái lo lắng, thì có thể người ta chuyển qua cái gọi là nghiện thuốc khác cũng có thể. Trong lúc mà Theresa làm việc thì Theresa gặp rất là nhiều người bệnh nhân mà nghiện rượu và họ cũng có nghiện những cái thứ khác nữa. Và thường thường là họ sẽ gặp những cái vấn đề trong luật pháp. Thì Theresa muốn hỏi luật sư Tom, nhờ luật sư Tom chia sẻ cái kinh nghiệm khi mà luật sư Tom làm việc, có gặp những cái thân chủ mà bị vướng vô những cái việc này không? Dạ thưa, rất nhiều và có hai loại người mà hay dính líu với luật pháp. Người đầu tiên đó là uống rất nhiều. Uống hoài, người ta hay nói là đi đêm thế nào cũng gặp ma, là uống hoài không bao giờ bị bắt. Xong rồi một ngày nào đó bị bắt. Đó, thì người ta mới giật mình dậy, mới bắt đầu đi tìm cách để chữa. Còn có một số người đó thì Tom không biết chắc chắn, nhưng mà người ta hay nói là tôi không bao giờ uống đó. Lâu lâu đi party hay là lâu lâu đi đám cưới rồi tự nhiên bữa nay bị bắt. Tại vì bạn rủ uống, rủ đi uống, thì bởi vậy như vậy. Thì lần đầu tiên bị thì bị treo bằng lái xe từ 3 tháng cho tới 6 tháng. Lần thứ nhì là treo bằng lái xe 1 năm. Đó. Lần thứ ba là tiểu bang có thể lấy luôn thành bằng lái xe của mình, giữ luôn bằng lái xe, không cho lái xe nữa. Dĩ nhiên những người nào mà có nghề làm nghề nghiệp mà dùng bằng lái xe, thí dụ những người truck driver, những người đi delivery đồ, bị một lần thôi là sẽ mất cái bằng đó, gọi là commercial driver's license. Thì những người đó rất là cẩn thận, là phải nếu mà bị ghiền hay lâu lâu uống thôi cũng bị. Thì luật pháp gắt hơn là bên y khoa chữa, luật pháp phạt, và phạt và để bảo vệ cho những người chung quanh nữa. Dạ, thường thường là như vậy. Bởi vậy không có phải là ghiền rượu là không có cái hậu quả với luật pháp. Ở Mỹ này có hậu quả với luật pháp rất lớn, rất nặng. Theresa có cái người bệnh nhân mà hồi nãy Theresa có nhắc tới, thì trong lúc mà đã bị cái DWI, và cái đó không phải là cái DWI đầu tiên của ông ta, và đã bị mấy lần rồi. Thì trong lúc bị án cho lần này đó, thì tòa bắt đeo một cái scram bracelet, giống như là một cái vòng ở cổ chân. Thì cái này thì ông ta phải đeo suốt 24/24, và mỗi lần mà ông ta uống bia, uống rượu vô trong người á, thì cái vòng này nó sẽ detect, nó sẽ nhận biết ra được, tại vì một phần ít cái nồng rượu nó sẽ thoát ra từ những cái chỗ lông chân lông của mình, thì cái máy này nó sẽ bắt được cái tín hiệu đó và sẽ đưa cái tín hiệu đó đến cho một cái chỗ mà người ta monitor, người ta coi quản. Thì hồi nãy mà mình có nói tới những cái hành động, những cái behavior mà những người mà nghiện mà người ta không thể dừng được đó, thì cái người bệnh nhân này của Theresa đang bị án treo, đã phải đeo cái vòng này rồi và biết là nếu mà mình đeo là sẽ có người biết, nhưng mà ông ta vẫn cứ tiếp tục uống. Thì thấy giống như là bác sĩ Hải nói, là người ta không thể nào ngừng được, tuy là mình có cái hậu quả. Nhưng mà theo Thúy sẽ biết là cái tiền phạt nó cũng rất là nặng, phải không luật sư Tom? Dạ vâng, cái tiền phạt bị treo bằng rồi mình phải chuộc cái bằng mình lại. Tại vì theo luật ở đây và luật của tiểu bang Texas nữa, là cái bằng lái xe không phải là cái quyền của mình. Không có ai cũng được có bằng lái xe, mà cái đó nó chỉ là một cái privilege, là một cái lợi của mình thôi. Là chính phủ muốn cho mình lái xe thì người ta mới cho mình lái. Khi mà mình bị vi phạm luật thì chính phủ sẽ lấy lại bằng lái xe, mà nếu mình muốn xin á thì mình phải chuộc lại. Đó. Và nhiều khi đó như bác sĩ Theresa mới nói, cái người bệnh nhân đó mà bác sĩ nói là phải đeo cái ankle bracelet vào chân đó. Có những người đó tòa bắt phải gắn cái máy vô xe, là vừa lái xe vừa phải thổi. Tức là mình trước khi nổ máy xe phải thổi vô cái máy đó, thì cái máy đó thử coi mình có rượu trong người không. Nếu không có rượu trong người thì máy nó mới nổ. Và trong lúc lái xe vài phút đó thì cái máy chớp đèn lên, nó bắt mình phải thổi vô, nếu không tự động cái máy nó tắt.
thì nó rất là phiền. Tại vì có những người ta nhờ, cũng như giờ Tom uống là Tom nhờ bác sĩ Hải, hey, thổi giùm tôi đi, xong rồi tôi lái xe về nhà. Đó, bác sĩ Hải thổi xong, 2 phút sau, mình đang lái xe thì cái máy nó sáng lên lại. Tom phải thổi, nếu mà Tom có rượu trong người là máy tự động tắt. Đó, thì phải mướn cái máy đó, tốn tiền. Mà vừa mọi người khác, người ta lái xe, người ta nghe nhạc, mình lái xe, mình phải cứ thổi thổi hoài, thì nó cũng khó chịu lắm. Đó, thì có những cái hậu quả như vậy. Và thêm nữa đó là, cái này hoàn toàn trong nghề luật thôi. Thì kinh nghiệm của Tom là thấy những người mà uống rượu mà bị 2-3 lần, trước sau gì cũng sẽ qua một cái thuốc hay một cái chất gì mà nó nặng hơn. Thí dụ là ghiền thuốc prescription medicine, hay là những thuốc bất hợp pháp, hay là xì ke ma túy, hay là cần sa. Tại vì sau khi thời gian người ta bị DWI 1-2 lần, người ta, tức là người đó bị ghiền rồi mà không ai để ý đến, hay người đó không tự chữa cho mình, thì một cái giới hạn nào như là bác sĩ Hải nói đó, body mình có cái limit, cứ đòi hỏi hoài mà đâu uống 24 giờ nó uống được, người ta phải cần cái gì mạnh hơn thì người ta dùng những cái thuốc khác đó, thì cái hậu quả nó còn nặng hơn nữa. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Sức Khỏe Tâm Thần với bác sĩ Teresa Bùi và bác sĩ Hải Lê, tôi là Tom Hoàng. Đề tài ngày hôm nay là nghiện rượu, alcoholism. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát và yêu cầu hai bác sĩ chia sẻ là có cách nào giúp được cho những người bị cái bệnh này.